vẫn đang là các cầu thủ Việt Nam kiểm soát bóng. Hùng Dũng trả bóng ngược trở lại cho Trọng Hoàng. Trọng Hoàng từ bên phía cánh phải chuyền bóng vào trung lộ. Làm gì đây? Bây giờ là đường chuyền về của Tuấn Anh. Anh phối hợp với Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải bây giờ chuyền bóng bổng xuống cho Văn Toàn. Văn Toàn di chuyển sát đường biên dọc, đưa bóng xuống gần khu vực cột cờ góc. Anh chuyền bóng ngược trở lại, bắt sườn đồng đội. Đó là một pha phối hợp lỡ đà, khiến cho Hùng Dũng đã không thể kiểm soát được bóng. Và các cầu thủ Malaysia ngay lập tức triển khai bóng lên phía trên. Đà La Hà rất nỗ lực để giành bóng cho các cầu thủ Malaysia và cuối cùng là quả ném biên dành cho Nguyễn Khanh ngay phía trên đường trung tâm và bên phía cánh phải để tấn công. Matthew Davy lại bóng lên để thực hiện quả ném biên này. Lần gần nhất mà các cầu thủ Malaysia giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam là trận đấu cách đây 5 năm và họ đã thắng 4-2 cũng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Kể từ đó đến nay thì các cầu thủ Việt Nam đã 4 lần gặp Malaysia và thắng 3 và hòa 1 trận. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Malaysia với điểm đặt bóng là gần với đường biên bên phía cánh phải. Chiếc bóng đang là hậu vệ cánh Matthew Davy. Lấy đà nhưng thực hiện một pha phối hợp sệt. Đó là một tình huống phối hợp đá phạt khá ý đồ của các cầu thủ Malaysia. Hùng Dũng đã phá bóng ngay trước chân của số 11 Zafawi Rashid và các cầu thủ Malaysia là những người được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công của Nguyễn Khanh. Chính Zafawi sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Tuấn Anh đã đánh đầu phá bóng, tiếp tục một quả đá phạt góc nữa vẫn ở bên phía cánh phải. Vẫn sẽ là một tình huống chờ bóng bổng rất nguy hiểm. Bóng vừa đập cột dọc không vào. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 3 của đội tuyển Malaysia. Đó là Mossad. Vừa rồi đã có một tình huống nguy hiểm trước cầu môn của Văn Lâm và bóng đá đập cột dọc trước khi thủ môn của đội tuyển Việt Nam kịp lùi về và bắt gọn trái bóng. Đó là tình huống mà các cầu thủ Malaysia đã có pha treo bóng ở cột 1. Bóng được đánh đầu lánh ngược về phía sau và tạo ra một pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tình huống mà trọng tài người Iran đã rút ra thẻ vàng dành cho cầu thủ của đội Malaysia là do anh đã dùng tay để cố chạm vào trái bóng, đưa bóng hướng về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sóng gió đã tạm thời lắng xuống trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm và đó cũng là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà các thủ Malaysia tạo ra về phía đội chủ nhà. Bây giờ trên sân thì các thủ Malaysia đang phối hợp với nhau ngay bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Từ đầu trận đấu tới giờ thì các thủ Malaysia đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn so với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ bóng ở bên phía cánh phải, Matthew Davy đang có bóng, anh đẩy bóng lên cho Soumaré. Soumaré đối mặt với Bùi Tiến Dũng. Soumaré trả bóng lại cho Matthew Davy nhưng không thành công. Bóng lại trở về chân của Văn Toàn dọc bên trái. Văn Toàn đang chủ động cầm bóng, anh đã bị đẩy ngã từ phía sau nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Bóng được hàng phòng ngự của các thủ Malaysia nhồi sâu về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm đã bắt gọn trái bóng và anh mở bóng lên rất nhanh cho các đồng đội của mình phát triển bóng lên phía trước. Bóng bây giờ đang ở trong chân của Tiến Dũng. Tiến Dũng tìm người, anh chuyền ở tầm thấp lên cho Văn Toàn.